Sprite, chào tất cả mọi người đang có mặt trên kênh của mình là mình đây. Skin hồng này bắn bá lắm các bạn ơi. Skin hồng này bắn bá lắm, bá đạo lắm. Khó nhai với skin hồng này lắm. Nhảy xuống đây nè, nghe đội thông đi, đội thông. Ok. Gì khu nghèo thế? Có ai người vay theo mình kìa? Hai ông trước mặt mình luôn 300. Ok, sụp thế hơn ăn. Tôi càng thích chứ gì đâu. Có người nhảy là mừng rồi. Ơ, ông này vừa xuống coi mọc giáp hỏng thì phải. Ừ, đúng rồi. Ông nhảy nhà tôi luôn á. Nhảy ngay nhà tôi nè. Trên nhà là... Ê, ông ở trên mái nhà. À, trên mái nhà làm gì? Ông trên mái nhà làm gì? Giờ tôi chiếm dưới thì ông làm gì tôi? À, ông ngồi trên mái nhà. Chạy đâu? Ông đâu rồi? Tôi thấy ông rồi. Tôi thấy chấm rồi. Trời ơi, sao thằng... nó kéo đạn gì? Từ từ, thằng kia nó sẽ xuống. Chắc chắn rồi. Không, cái ông mái nhà ông nhảy xuống đấy. Còn ông kia nữa cơ, ông kia đâu ấy? Trên đây, tôi biết trên đây mà. Nó xuống kìa. Xong. Biết okay. Ngay mà. Giáp ba này kêu ơi. Mặc giáp hỏng chạy kinh nhá. Ơ, chưa đâu. Bay mất giáp này. Giáp ba trên đấy á? Ừ. Ok. Có ai đâu có người tặng quà mình nên là mình được 5 điểm thì phải. 14 tháng 2 mọi người đi đồ cũng sẽ nhận được ổ khóa nha mọi người. Ủa tôi đâu lượm được trái tim nào trong trận mình đấu đâu ta. 14 tháng 2 mà. 14 tháng 2 là vô nhà nhặt tim hả? Đi nhặt tim hay sao? Nhặt cái gì? Nó cũng là nhặt tim Valentine xong đi đồ ấy, xong một trận ấy sẽ nhận thêm cả ổ khóa thì phải. Đi 4 không được nhá, chỉ đi 2 thôi. Valentine mà. Valentine. Sẽ có người có thai. Ui, ở đây có người. Ý, tay cầm bà nhảy vào thì... What? What? Ủa, khẩu MV40 của tôi đâu? How to? Thế bên này có khẩu MV40 này. Cái chỗ giáp bè. Vai lèng. Đào san. Lê lều. Tổng phòng nhà ngồi livestream. Lấy cái rồi dao. Có scout cho tôi đi. Đây này. Ủa, MV40 đâu? Mà Sky đang mạnh quá, bắn sướng hơn. MV40 đâu á? Đố, ông đoán xem. Này, đưa Goro ra đây. Thôi tôi đi tìm cũng được. Đưa Goro ra đây. Ok nè. Ê, ngã. Nhặt cái này, tôi phun vũ kiện rồi. Giả này. Lấy đi. Thôi đây lắp đi. Tôi có rồi. Thế à? Ok. Mở cửa ra rồi bắn không sướng bằng Sky à? Sky bắn nhanh lắm. Cả bắn như là liên hoàn đúng không? Cái đám to ấy. Hai ba vào giáp cũng mạnh rồi. Cái tư thì phải. Tầm ba cái tầm xa. Tự nhiên khi không mất cây MP40 vô duyên. Mất tiêu luôn. Mười bốn tháng hai anh có đi đâu không? Không, chắc chắn là không rồi. Mình nhạt lắm, đi đâu được. Để tôi kiểm tra coi dưới đây có người không. Còn đồ tăng giáp dưới đây này, lên giáp nổ đi. Ok, tôi thấy mà. Còn sao không tăng đi? Tôi tăng lên giáp nổ từ lâu rồi. Ok. Tôi vứt gờ đồ ra đi rồi. Phải lên. Tét tét
test thử SK bắn chưa đã. Ấy có thằng. Trời bắn như liên thanh vậy. Này. Trời ơi, bắn như liên thanh vậy. Sướng thế. Thì cái khẩu UMP ngày xưa là nhanh nhất game sau M40 trước khi M40 ra đúng không? Đúng. Khẩu SK bây giờ là ngang ngang khẩu UMP luôn. Sành. Đúng kiểu tốc độ ngang nhau luôn đó, đúng tiếng đạn ngang ngang nhau luôn. Cầm UMP bắn đúng kiểu bằng nhau, không lệch một nhịp. Tay cầm cho mọi người xem. Mọi người đã kêu một bạn. UMP nhá. Nhìn UMP nhá. Đúng không? Trời ơi, nó rất là nhanh. Tốc độ nhau luôn á. Phải, thằng này nó cũng không có MP40 luôn. Hả? Ủa? Ủa tôi nhặt khẩu MP40 hồi nào vậy? Đầu xanh. Phải liền. Ôi. MP40 tôi kêu là chưa nhặt khẩu nào á. Phải thật. Đầu xanh. Ngáo rồi, ngáo rồi. Kêu đừng hét. Đấy, tôi hét thì mọi người lại chê tôi ác. Buồn lắm. Quá buồn. The hell. Sức này kêu hát đi, hát đi rồi tôi đừng hát nữa. Được. Khi không tôi có khẩu MP40 từ đâu rớt ra nè. Hay vải trưởng. Ui, Ska lại đổi thành bắn sướng thế. Mà lại còn đẹp chứ, màu hồng khác. Đáng yêu thật chứ. Yêu yêu màu hồng và ghét sự giả dối nha các bạn. Qua thị trấn chơi đây. Con mèo AS chạy nhanh thế. Ô, đi thẳng hàng với con mèo của AS rồi này. Hú, dẫm bắt đầu đó. Sha. Đạp lên đầu con mèo. Đi thôi, let's go. Let's go. Go 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 go. Come on. Come on. Come on baby. Cái khẩu SK nhưng mà khẩu SK mất. Ui, thấy gì không? Ui mẹ ơi. Nhà tăng giáp. Bây giờ lên đâu trước? Nhà tăng lên giáp. Ok. Bây giờ nhà tăng giáp nó đang cong lên thì mình sẽ đứng ngay góc này là đẹp nhất luôn. Mình đây sẽ bị bắn từ bên dưới nữa. Ở nhà tăng giáp bắn với nhau à? KS. Còn trong nhà kia. Rồi trên đây trên nhà ba lầu bắn to. Tôi dám nổ, tôi không sợ gì. Tôi dám nổ, tôi lên trước cho kiểu tranh nhau kêu ấy. Nó đâu vãi lên, nó chạy đâu rồi vãi đấy. Trời, nó ra đạn cực kỳ nhanh luôn á, tốn đạn vài trưởng ra luôn á. Ừ, công nhận Ska giờ tốn nẹ thật đấy. Xấy lúc hết hai băng rồi. Ấy. Còn đồ tăng giáp kìa, lên giáp trắng đi. Tôi lên giáp trắng rồi. Thôi, chậm thôi. Ê, trước mặt. Trước mặt có bom keo. What? Bom keo chắc lúc nãy. Bom keo từ nào? Đừng ai bắn nó đầu tôi nhá. Đừng ai bắn đầu tôi nhá. Tôi đủ đồ rồi, đâu cần loot nhiều nữa đâu. Đứng giữa đường loot đồ sợ thật, cảm giác số mốt thật chứ. Đi thôi. Ai giảm thanh này ai rồi? Giảm thanh. Ủa, tôi nhớ tôi có lụm rồi mà ta. Kỳ ta. Đâu vậy? Đây ở đây, đây, xác tôi đang ngồi này. Ok. Nó ở trên nóc á. Ờ, nghi lắm ai rồi. Có khi nào lên ông ấy trên tàu bay ông nhảy lên nóc không? Không có. Tiếp tục đi săn thôi. Rồi. Đang bắn nhau vẽ hết cả tay cứ đó. Anh ấy đọc comment em. Ui. Đâu mà đọc. Bây giờ còn làm sao qua ăn cái thính kia ta. Thính nào?
giờ thẳng tăng quá. dép kìa. Ờ nhờ, à, tôi tăng dép kia đi. Ờ. Tôi tăng giáp 4 đó rồi, giáp 5 rồi. Lên xe tôi qua, chở qua ăn giáp rồi. Ok. Quên mất, xe mất rồi. Đấy đấy. Kill combo. Qua giờ vẫn nhớ thôi, lại vẫn đi tiếp tục. Let's go. Let's go. Hello, chào tất cả mọi người đi nha. Bây giờ sẽ đi kiếm. Chỗ nào đẹp đẹp, tôi đổi cho bom keo này. Chỉ là kiếm chỗ nào đẹp đẹp ấy, đổ bom keo nhảy xuống có bom keo cầm luôn, đang cầm cái thing. Ấy. What the fuck? Thằng giáp kìa. Ok. Tôi có mình. Cái gì từ từ ai vào comment gì đấy nhưng không hay lắm thì. Đâu ạ? À? Chặn luôn. Trôi mất rồi. Chặn nó. Chặn liền. Đậu xanh. Tôi có mình. Ghi già mà ngu như con bò. Ok. Đừng nên xem con bò livestream nha cậu. Chặn luôn đậu xanh. Chặn nó, đậu phộng. Chặn lấy xe đi nè kêu. Đấy. Ok. Let's go baby. Bye. Ok. Làm cái giải thôi. Bò à, chơi nó. Ok. Quay trở lại buổi livestream của bò. Ôi. Cái gì vậy? Tôi mới tông chết một thằng. Tôi đặt đồ tăng giáp, chạy lại đồ tăng giáp kêu ơi. Kêu ơi, đồ tăng giáp. Nhanh. Ừ. Nhanh lên. Let's go. Có cái cây đấy. Không, nó cái đồ tăng giáp á. Ok. Ơ cứu rồi kìa. Một tay cầm bom keo cái AS. Trời ơi, này thì lụm đồ tăng giáp. Đi thôi. Cực kỳ nguy hiểm. Sao tính vàng à? Đúng rồi, sao tính vàng có người thật AS ạ? Tính cây đạn. Cái gì? Sao chỗ nào? Cái tính vàng lúc nãy ấy. Cái lúc ở gần cái AS, nhớ ngày xưa mình đặt cái tăng giáp đấy cho người chạy qua bị chết không? À, biết. Đó, không. Tính vàng nào? Đấy phải không? Đấy là ông ấy ở đấy nhưng không biết di chuyển chưa. Đấy thính vang này lúc nãy thính vang này. Vậy là trong nhà á, Ờ, nhà này, tôi đoán là nhà này. Cảm ơn thay tặng nhá. Không có. AS đã xong qua donate chưa kìa? Chưa. AS đang có vấn đề, một vài vấn đề về tài khoản đấy nên chưa tạo được. Bỏ tiêu diệt nó. Bỏ là tiêu diệt được cả hai người rồi. Là chỉ còn lại 12 một cái chơi nữa. Âm thanh to quá. Sao chả không tăng được nhá. VIP KMR nãy giờ giết người ghê quá. Ai bên trái rồi, cái thính SE 150 hai người luôn. Bây giờ AS chạy qua 105. Nó lên xe rồi, Ok, nghe rồi. Chạy kìa. Ui, cũng làm vô rồi. Gì nó? Đậu xanh. Ok. Phải air for it. Không chạy đi đâu. Chạy. Rồi. What? Chiếc xe nó. Ấy, con. Đấy. Ờ, what? Đây, đầu sắt đó. Nó làm gì what? What cái gì vậy? What? Ôi. Rồi, chết mày. Chết rồi, đầu xanh. Cái gì vậy? Lát cái gì vậy? Ôi, con. Lên. Đấy, sao còn bỏ tôi? Lên, có hai chiếc mà. Có hai chiếc mà. Chiếc này sắp nổ rồi. À, nửa cây được.
trên đây thì phải. Giết nó đi, giết nó đi kêu. Ok. Giết rồi, giết rồi. Đi đi, chạy bò, chạy bò, bò đâu, bò đâu. Có xe không? Này. Đợi xíu. Bơm máu đi, tôi. Ok. Tôi chịu được. Lên đi. Tôi bơm rồi. Rồi. Đi. Tôi chịu được. Ui. Rồi, thoát rồi. Hay quá. Ôi trời. Ê, trên này này. Theo OS, theo. Ờ, thấy. Ông bắn cả tuổi. Ông ôi phóng lựu. Phóng lựu con. Chết thôi. Có một ông thôi. Lê à. Trời ơi. Gắt như trái tắc. Cực kỳ nguy hiểm. Game là gì ấy? Trời ơi, đặt bóng keo quả tốc độ thần thánh là có thật. Tí thì bùm và chết. Cực kỳ nguy hiểm. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.